Phiên họp toàn thể lần thứ 14 Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2019. Trong phiên làm việc đầu tiên, Ủy ban đã thẩm tra dự án luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị tham dự phiên họp. Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành với sự cần thiết ban hành dự án luật. Các đại biểu nhấn mạnh, việc ban hành luật này nhằm quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, minh bạch trình tự, thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và các trường hợp hạn chế quyền công dân trong hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ trong quản lý xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế. Nhiều đại biểu đề nghị Bộ Công an sớm hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm cho việc sản xuất hộ chiếu có gắn chip điện tử và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Tại phiên họp, các nội dung liên quan đến điều kiện xuất cảnh, điều kiện nhập cảnh, việc cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cũng được các đại biểu phân tích cho ý kiến cụ thể.